Rồi, xin chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Chevrolet Captiva nha anh em. Đời 2008 nha anh em, bản LTZ số tự động. Xe thì hiện tại rất là đẹp rồi. Xe thì một chủ từ đầu và em đã rút hồ sơ xe biển gốc 92 Quảng Nam, một chủ từ đầu và xe em đã rút hồ sơ và ra tên biển 92 chính chủ Quảng Nam em rồi nha. Đấy, hồi trước là nó 4 số và đã lên 5 số rồi. Đấy, giờ là xe chính chủ tên em rồi. Anh em nào mua em ký giấy bán hoặc là công chứng rút hồ sơ rất là dễ dàng. Xe thì hiện tại rất là đẹp. Anh em mình mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Đấy, trước đây tăng trang bị LED ban ngày, đèn thì rất là sáng nha. Nói chung là xe rất là ok. 208 số tự động. Và xe này thì anh em bán mức giá rất là hợp lý thôi. 248 triệu bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc, 248 triệu thôi nhé. Đấy, một mẫu xe Captiva còn rất là mới. 208 một chủ từ đầu thì xe người ta đi giữ gìn rất là kỹ và nguyên cái bộ ghế da zin vẫn còn nguyên theo xe. Nói chung là xe còn nguyên bản rất là nhiều, máy móc vẫn còn nguyên hết. Anh em mình mua về chỉ có việc cần sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết. Xe thì biển 92 Quảng Nam chính chủ tên em. Anh em mình mua về chỉ có việc ở đây thôi. Và xe trang bị gương gập điện nè, gương chỉnh điện đầy đủ hết nha. Bốn tổng là hạt kính vẫn còn hoạt động rất là tốt. Xe thì máy 2.4 chạy cũng khá là ok, khá là mạnh đấy. 2.4 số tự động, dòng này thì anh em nào đi mới biết rồi, rất là sướng, rất là đầm luôn. Đấy, mâm được còn rất đẹp nha, mâm lốp còn rất là ok. Và xe trang bị hai túi khí nè, phanh ABS, rồi điều hòa auto. Đấy, gương gập điện tích hợp xi nhan gương rất là đẹp, dòng gương Captiva rất là ok. Khám thì đến tháng 12 năm 2020. Đấy, xe chính chủ tên em. Anh em mình mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không phải làm gì thêm hết nha. Xe quá là đẹp đi. Màu vàng cát nha anh em. Đấy, màu vàng cát. 248 triệu bao hồ sơ. Anh em nào thích thì cứ nhanh tay alo số điện thoại 0905 356 663, 0935 146 262. Xem xe tại Huệ Lộc, tỉnh Quảng Nam, Chevrolet Captiva đời 2008 số tự động, 248 triệu bao hồ sơ. Xe thì nói chung là không lỗi, anh em mình mua về chứ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Đấy, tắp bi được còn rất là sáng nè. Chị niễn theo xe vẫn còn nguyên hết, ốc vẫn còn rất là sáng. Đấy, đề cử rồi còn khá là đẹp nha. Ghế chỉnh điện là hoạt động khá là tốt nha anh em. Ghế chỉnh điện hoạt động tới luôn rất là tốt. Ghế chỉnh điện vẫn còn, ghế chỉnh điện 8 chế độ nha. Ghế hạ ghế nè. Đấy, rất là ok. Xe thì mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không làm gì thêm hết đó. Đấy. Đầu DVD 6 đĩa nguyên bản theo xe từ năm 2008 đến giờ. Số tự động nha anh em, số máy nhảy rất là ngọt, chạy rất là đã bốc, rất là bốc luôn. Xe không một lỗi nhỏ, tay lái rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Âm thanh của con này nghe rất là hay, cực kỳ là hay luôn. Bởi vì âm thanh loa, cái đầu nguyên bản của nó phát ra âm thanh rất là hay. Đấy. Đấy, gương chỉnh điện này hoạt động rất là tốt nha. Đấy, gương điện hoạt động rất là tốt, ok hết, không thiếu cái gì hết. Âm thanh loa đài này rất là hay. Như vậy cuộc tình đã tan vỡ, rồi thầm mơ thời gian có thể. Bốn tổng là hệ kính vẫn hoạt động rất là tốt, gương kính chỉnh điện nhẹ nhàng hết nha anh em. Anh em mình mua về đi rất là ok. Dòng này thì anh em mình mua về đi test rất là hợp lý, xe em đã dọn rất là đẹp rồi. Anh em mình mua về đi rất là ok. Trần nỉ đây còn khá là mới nha anh em. Đấy, trần nỉ đây đèn đầy đủ hết nè, có cả hộp để gương đầy đủ hết. Kệ tì tay nguyên bản theo xe, da nguyên bản theo xe luôn, còn hai chiếc hang ngăn. Đấy, rất là đẹp. Dòng Captiva này em review qua, em bán nhiều rồi, anh em nào coi cũng đã biết rồi. Nó cũng như vậy thôi. Điều hòa auto, bản đồng hồ còn rất là mới nè. Vô lái trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn, cực kỳ là nhẹ luôn. Đấy, ghế điện. Đấy, số tự động nha, số máy nhảy rất là ngọt. Điện 92 Quảng Nam chính chủ tên em. Anh em nào mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Đấy, hộp để đồ khá là rộng rãi. Gương kính chỉnh điện hoạt động tốt đấy nha.
không một lỗ nhỏ. Anh em mình mua về đi ngay thôi. Đấy, không đâm đụng không ngập nước. Bên em bao không đâm đụng không ngập nước cho anh em. Xe mà đâm đụng ngập nước bên em thu lại xe và hoàn đủ tiền cho anh em. Còn xe thì quá là đẹp đi, ốc màu rồi vẫn còn nguyên nè. Giá 248 triệu thì cái giá rất khá là hợp lý cho anh em mình mua về đi ngay rồi. Đấy. Xe rất ok nha anh em. Anh em mình mua về đi ngay thôi, không làm gì thêm hết. 248 triệu với một chiếc số tự động đẹp như thế này thì giá rất là hợp lý rồi. Cái giá anh em cứ tham khảo, cái giá đó khá là hợp lý. Đấy. Bẹ bị tì tay nè, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. 248 triệu thôi. Anh em mình thích thì cứ alo ngay, chứ không mất xe thì lại tiếc. Một con xe mà đẹp như thế này. Đấy, mà giá là khá là hợp lý thì anh em không nên bỏ qua. Xe này mình mua về mình đi test rất là hợp lý. Ốc anh em nhìn nè, nói chung là xe em bảo đảm cam kết zin 99%. Mâm đúc thì còn khá là đẹp. Anh em mình mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi, không làm gì thêm nữa nha. Đấy. Dầm cắp thì va này thì đi rất là bền, rất là đầm. Nó rất là bền nha anh em. Bền thì nó mới còn đẹp như thế này, chứ nó mà nát thì không bao giờ nó đẹp như thế này đâu. Đội đầy đủ hết à. Đội sơ cua nằm dưới. Hai này hai hàng ghế nha anh em. Xe này 7 chỗ, 5 cộng 2, có thể gập ghế lên. Để ngồi 7 người thì khá là rộng rãi đó. Bình thường thì gập xuống cho nó gọn gàng. Tem rồi còn nguyên hết nè. Xe nói chung khá là đẹp, anh chị em mình mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Không phải làm gì thêm nữa nha. Cột kè đằng sau còn nguyên nè, chưa đâm đụng hay là ngập nước nha. Ốc anh em nhìn nè. Màu rất là mới. Hai bên cũng như vậy hết. Hai bên như vậy, ốc màu còn nguyên hết. Xe thì bên em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Anh em nào chưa tin tưởng thì cứ vào salon em xem xe. Còn anh em nào đã tin tưởng rồi thì anh em chỉ cần chuyển cọc, em chuyển xe đi cho anh em vào ngay chỗ anh em ở. Đấy, bao vận chuyển cho anh em. Và phí anh em chịu, còn bên em bao rút hồ sơ nha. Đấy, bên em có trách nhiệm vận chuyển cho anh em những anh em ở xa. Còn những cái vấn đề mà hồ sơ thì bên em bao rút, bao cái phí rút tiền hồ sơ. Anh em mà cần rút hồ sơ thì bên em rút hồ sơ. Đấy. Mâm thì lốp còn rất là đẹp, mâm rất là bóng bẩy nha. 4 thắng đĩa phanh ABS. Nói chung là xe còn rất là đẹp, chưa mục mọt nha anh em. Chưa có mục mọt một tí nào hết này. Đấy. Bên em đã xem hết rồi, chưa mục mọt nha, gầm còn rất là mới luôn. Gầm còn rất là sạch, không một miếng nhớt, không có cái gì hết nha. Này là em rửa nó nước thôi. Chứ nó không ngục nha anh em. Không ngục mọt một tí nào hết nha. Gầm bệ đây còn mới hết nè. Anh em coi đi, coi rõ ràng. Anh em ở xa coi kỹ thôi. Tắp bi rồi còn khá là đẹp. Nội thất còn rất là sáng choang thế nè. Nội thất rất là đẹp luôn. Ghế còn rất là mỏng, rất là căng. Đấy. 248 triệu của mẫu xe Chevrolet Captiva số tự động như thế này. Đấy. Anh em mà mua thì anh em bao rút hồ sơ cho anh em. Xe lên tem rất là hầm hố, rất là ngầu rồi. Đấy. Anh em nào cần thì cứ liên hệ ngay số điện thoại 0935146262 0905356663. Thì trước đây và em đã trang bị một cái led 3 ngày tích hợp xi nhan chạy đuổi rất là đẹp luôn. Quay gầm bên đây cho anh em xem luôn. Gầm này, gầm còn rất là đẹp nha. Đấy, gầm rất là đẹp luôn. Gầm su đời đây còn nguyên hết á. Trong xe này zin nhiều lắm. Sơn zin con này tầm còn khoảng 70% anh em ạ. Sơn zin còn 70%. Xi nhan, cái thằng xi nhan gương đầy đủ hết nè. Xi nhan chạy đuổi anh em thấy không? Hai bên như vậy hết nè. Rất là đẹp luôn, led 3 ngày. Tích hợp xi nhan chạy đuổi. 248 triệu. Đấy, máy móc thì nói chung là còn nguyên gì hết, em mua sao y gì hết nè. Đấy, còn nguyên hết nè. Ốc màu theo xe vẫn còn rất đẹp luôn. Anh em mình mua về chỉ có việc đi ngay thôi, không làm gì thêm hết. Máy anh em nhìn nè, nổ đứng hình luôn nè. Đấy, anh thấy không rung, không lắc, không giật gì hết nha. Máy rất là êm. Con này máy êm. Đấy, cột kèo vẫn còn nguyên, chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Và bên em chịu trách nhiệm cho anh em. Anh em nào viết mua em sẽ viết một cái giấy cho anh em là bao chân chắc, bao đâm đụng ngập nước cho anh em. Anh em yên tâm. Những con xe em bán ra đều em phải đều có trách nhiệm với con xe đó hết, nên là anh em yên tâm về cái vấn đề đâm đụng ngập nước. Xe nào không lỗi thì em nói không lỗi, xe nào lỗi thì em nói lỗi. Còn xe này thì hoàn toàn không lỗi. Rất là xuất sắc luôn. Quá mốt nguyên bản thì xe vẫn còn. 248 triệu thôi. Anh em nào cần thì liên hệ ngay. Đấy.
thức quá là đẹp đi. Máy lạnh điều hòa rất là sexy. Máy lạnh cấp điều hòa rất sexy. Máy khóa mốt đây, nguyên bản theo xe. 248 triệu, anh em nào cần thì liên hệ ngay số điện thoại 0905 356 663, 0935 146 262, xem xe tại huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.